Tại thánh địa Carrow Road của Norwich City cách đây chưa lâu, thủ thành David De Gea dường như gặp chút khó khăn trước thời tiết xấu và thánh tôn đã bị trượt chân khá nhiều lần vì sự trơn láng của mặt sân. Tuy nhiên, đó là những gì xảy ra vào thời điểm trận đấu đã kết thúc khi De Gea đang thực hiện phỏng vấn với báo chí sau một trận đấu xuất sắc với danh hiệu Man of the Match. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018, quãng thời gian mà Quỷ Đỏ thành Manchester có phong độ đi xuống với nhiều bất ổn trong phòng thay đồ, David De Gea luôn giữ phong độ xuất sắc khi có 4 lần trở thành nhân vật xuất sắc nhất và điều đó một lần nữa được tiếp diễn trong thời gian gần đây. Trong video lần này, ta hãy cùng đến với những lý giải về phong độ cao của thủ thành người Tây Ban Nha mỗi khi Man United có quãng thời gian thi đấu không tốt. David De Gea là một người khá kín tiếng và không bị ảnh hưởng bởi truyền thông kể từ khi anh chuyển đến thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Ta có thể thấy được điều đó khi cựu ngôi sao Atletico Madrid luôn xuất hiện trước ống kính để trả lời các cuộc phỏng vấn, kể cả sau khi đội bóng phải nhận một trận thua, điển hình như thất bại trước Watford khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Điều quan trọng đối với Manchester United là thủ thành được trả lương cao nhất của họ đang có phong độ tốt, kể cả dưới thời của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick hay dưới sự chỉ đạo của Ralf Rangnick. De Gea đã có 3 lần giữ sạch lưới trong 5 trận đấu gần nhất và cuộc đối đầu với Norwich City chính là trận giữ sạch lưới thứ 160 của thủ thành người Tây Ban Nha trong sự nghiệp ở xứ sương mù. Nếu De Gea có thể giữ cho khung thành của Man United không phải nhận thêm bàn thua trong trận đấu tiếp theo, thì anh sẽ chính thức xếp thứ 3 trong danh sách các thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất tại đội chủ sân Old Trafford, đứng sau hai huyền thoại trong thế kỷ trước là Alex Stepney và gã khổng lồ Đan Mạch Peter Schmeichel. Eric Steele, cựu huấn luyện viên thủ môn của Man United và là người đầu tiên đề xuất với Sir Alex Ferguson về việc chiêu mộ De Gea, phát biểu như sau. Nếu nhìn vào những pha cứu thua của cậu ấy trong 2 hay 3 tuần qua, bạn thấy David đang ở phong độ tốt nhất của mình. De Gea luôn là tài năng đặc biệt mà tôi yêu thích và theo dõi kể từ khi mang cậu ta đến với nửa đỏ thành Manchester. Một nhà phân tích tại Man United cũng đã chia sẻ, David De Gea là thủ thành độc nhất vô nhị vì chất lượng trong những pha cản phá mà cậu ấy mang đến với sự nhanh nhẹn và phản ứng xuất thần. Nhưng cậu ta đã có một khoảng thời gian dài để trưởng thành về mặt tâm lý và khả năng lãnh đạo của De Gea vẫn là một dấu hỏi lớn. Bàn thắng mở tỷ số của Smith Rowe trong cuộc đụng độ với pháo thủ cho thấy thánh tôn vẫn còn những khuyết điểm khi thủ thành người Tây Ban Nha và Fred đã không có mối liên kết tốt trong vòng cấm. Trong mùa giải trước, De Gea đã để mất vị trí số 1 của mình trong thập kỷ trở lại đây khi phải chia sẻ một nửa thời gian thi đấu với thủ thành trẻ Dean Henderson. Tôi đã từng nói với Sir Alex rằng nếu chúng tôi chiêu mộ David De Gea, vị trí thủ môn của đội bóng sẽ được ổn định trong ít nhất 10 năm tới. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, thủ thành của Manchester United đã không vấp phải một sự cạnh tranh nào cho vị trí chính thức trong đội. Sergio Romero đã từng làm tốt trong chiến dịch Europa League 2017, nhưng De Gea vẫn luôn biết rằng Romero sẽ không trở thành kép chính của đội bóng. Chính những yếu tố đó làm cho phong độ của cậu ấy giảm sút vào mùa giải trước. Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên thủ môn của Man United cũng nói thêm về việc đội bóng này đưa Dean Henderson trở lại Old Trafford trong thời gian trước. Có lẽ đội bóng đã có chút hối tiếc khi không đưa Dean trở lại sớm hơn khi không có phương án thay thế cho De Gea vào lúc phong độ của thủ thành người Tây Ban Nha không ổn định. Tuy nhiên, khi bạn chơi ở một câu lạc bộ trong 10 năm thì việc phong độ sụt giảm trong một quãng thời gian là hết sức bình thường. Tiêu chuẩn của mọi người đặt ra cho De Gea là rất cao và khi nhìn lại, ta sẽ thấy cậu ấy đã chơi quá ổn định tại một câu lạc bộ có nhiều biến động như Man United. Khi nhắc đến Harry Maguire và Victor Lindelof, cựu huấn luyện viên Eric Steele thậm chí còn gây sốc khi khẳng định họ không sở hữu kỹ năng truyền dài ấn tượng như David De Gea, một điều mà trước nay giới mộ điệu có lẽ chưa bao giờ tin đó là sự thật. Tôi không hoàn toàn đồng ý với cách sử dụng Harry Maguire và Victor Lindelof với những tình huống triển khai bóng từ sân nhà của đội bóng trong những năm gần đây. Điều đó lấy đi một trong những phẩm chất tốt nhất của De Gea, đó là khả năng chuyền bóng chính xác và phân phối bóng từ xa. Cậu ấy có thể làm điều đó tốt hơn cặp đôi trung vệ hiện tại của Man United ở cự ly 40m. Thật buồn khi nhìn David không thể phát huy hết khả năng của mình, vì khả năng chơi chân cũng là một trong những lý do chúng tôi chiêu mộ cậu ấy. Mong rằng điều đó sẽ thay đổi dưới thời Rangnick khi huấn luyện viên người Đức là người có ý tưởng chơi bóng khá hiện đại.
Đi cùng với sự giảm sút phong độ của De Gea trong mùa giải trước là việc đánh mất vị trí chính thức trên đội tuyển Tây Ban Nha vào tay Unai Simon, thủ thành trẻ của Athletic Bilbao. Trong 21 trận gần nhất của La Roja, thủ thành của Man United đã ngồi ngoài 20 trận và không có một phút thi đấu nào suốt chiến dịch tại Euro 2020. Eric Stahl nói thêm về quãng thời gian khó khăn của học trò cũ. Điều tích cực có thể thấy là De Gea đã có thêm nhiều quãng nghỉ trước khi trở lại Man United. Cậu ấy dành nhiều thời gian tại phòng gym để cải thiện về mặt thể chất và như ta đều thấy, thể hình của David đã có nhiều sự phát triển so với quãng thời gian cậu ta mới gia nhập câu lạc bộ. De Gea hiện tại luôn làm việc hết công suất với đội ngũ huấn luyện trong các buổi tập. Thủ thành người Tây Ban Nha tập luyện nhiều hơn và rõ ràng việc đưa Dean Henderson trở lại đã cho thấy những kết quả tích cực cho Quỷ Đỏ thành Manchester, ít nhất là về mặt cạnh tranh. Điều trước đây De Gea từng không gặp phải khi Sergio Romero hay Victor Valdes chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm trong một cuộc chạy đua chuyên môn. Hiện tại, David là người có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ. Khi theo dõi những trận đấu của Man United trong thời gian khán giả chưa thể đến sân, tôi có thể nghe rõ những lần hò hét của cậu ta trên sân. Và đó là những điều mà đội bóng cần. De Gea nên duy trì điều này vì đã có những sự thiếu tự tin ở tuyến hậu vệ của đội bóng và những chỉ đạo từ một thủ môn xuất sắc sẽ giúp đỡ các cầu thủ phòng ngự rất nhiều. Nói về những thứ mà De Gea cần phát triển, cựu trung vệ West Brom hy vọng Thánh Tôn sẽ cải thiện khả năng chống bóng bổng hay nói khác đi là làm chủ không gian phía trên đầu. Trong mùa giải trước, De Gea đã để lọt lưới trong khá nhiều tình huống bóng bổng, nhưng hãy công bằng một chút, cậu ấy đã góp mặt trong đội hình tiêu biểu của năm 4 lần và hiện tại, mức độ tập trung của thủ thành người Tây Ban Nha đã được cải thiện. Tôi có thể nói rằng khả năng cản phá các pha dứt điểm của De Gea tốt hơn bất cứ thủ môn nào khác trên thế giới và việc cậu ấy lấy lại phong độ mang đến rất nhiều lợi ích cho Manchester United. Đến đây, với những chia sẻ từ người trong cuộc, chúng ta có thể thấy David De Gea là một thiên tài thủ môn, nhưng thật tiếc là đôi khi anh vẫn gặp trắc trở trong bước đường sự nghiệp. Tuy vậy, đường xa thì mới biết ngựa hay. Năm nay anh 31 tuổi, nhưng điều đó chẳng hề gì với một người gác đền. Đỉnh cao sự nghiệp vẫn đang vẫy gọi De Gea phía trước mặt và hy vọng anh sẽ giúp Man United giành được nhiều vinh quang ở mùa giải năm nay cũng như trong tương lai. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.